Chào các bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn à học lập trình Python cơ bản. Đấy, thông qua cái ứng dụng của Google đó thằng Colab. Đấy. Thì đây giới thiệu qua một chút thì đây chính là cái app mà để giúp các bạn có thể học các cái ngôn ngữ lập trình ấy. Đấy thì cái link tải app mình sẽ để ở phía dưới, phía bên dưới phần mô tả. Đấy, để cho các bạn có thể tải về các bạn sử dụng. <laughs> ok thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là bài số 10. À, bài số 10 nó là cái phần là lối một chuỗi và một số nó một số chuỗi và một số thì đây, đầu tiên mình sẽ thêm một cái đoạn văn bản trước nhá bài 10 Lối một chuỗi Và một số Nó thì đầu tiên uh, mình thêm một đoạn mã đi mình sẽ khai báo một cái biến rồi đấy nó biến tuổi bằng 19 chẳng hạn thì nếu như mà ở các cái ngôn ngữ lập trình khác các ngôn ngữ lập trình khác căn bản đấy ví dụ như các bạn muốn in cái hình hình in cái số 19 này ra in cái số 19 ra hạn thì các bạn có thể hoàn toàn có thể là dùng cái dấu cộng để cộng cái biến chuỗi ra đấy hoàn toàn có thể dùng cách này đó nhưng nếu như với python mà các bạn làm này thì lập tức chương trình sẽ báo lỗi đấy nó sẽ báo lỗi gì nó sẽ báo lỗi là lúc nào nó sẽ không để cộng cái string và string và cái biến int đấy, theo cách này được thì cách khắc phục là các bạn sẽ dùng cái hàm kiểu hàm ép cái chuyển cái số chuyển cái số in của các bạn về cái chỗ về dạng chuỗi để cộng đấy thì ở bài trước cái bài cộng chuỗi trước mình hướng dẫn các bạn cách các cộng cách cộng chuỗi đấy thì các bạn có thể xem lại cái video đấy mình sẽ để ở bên dưới cái link ở góc bên dưới góc bên phải trên cùng này đấy thì nếu như mà sau khi thì còn đây chính là cái cú pháp đây là cú pháp để chuyển một cái biến in về dạng chuỗi đó mình sẽ comment đây nhá các bạn cũng có thể xem lại cái video mà mình hướng dẫn cái comment ở trong Python đó, thì một cái comment trong thần sẽ bắt đầu bằng dấu thăng. Đó. Chuyển biến à, về từ int và str. Đấy, à, ST là, quên sorry, str là, là chuỗi. Đó. Rồi, sau đó mình bấm run thì kết quả nó sẽ hiện là AG bằng 2.19 đó thì đây là cách mà các bạn có thể lối một chuỗi vào một số đấy uh, nhiều có nhiều bạn đó có nhiều bạn là học các ngôn ngữ lập trình khác sau đó chuyển sang học Python chẳng hạn thì nó hơi khác một chút nên là các bạn dễ bị nhầm lẫn ở trong cái trường hợp này đó thì ở đây có bài một cái bài tập ở đây là một cái bài côn mẫu đó là chính là cái bài là hiển thị ra cái biến uh, date of birth này đấy thì các bạn đơn giản thôi các bạn chỉ cần chuyển cái biến date of birth này về cái dạng chuỗi nó sáng chính thằng str thì các bạn hoàn toàn thể thao tác với nó đấy. Ok. Video của mình uh, xin được dừng lại ở đây cho các bạn.